là ai cũng dễ dàng chấp nhận được đâu, kể cả đối với các bác sĩ cũng như là người bệnh. Với những bệnh nhân mà di căn gan, các di căn tạng khác nhiều nốt, nhiều ổ như cái ca minh họa lâm sàng của bác sĩ Hà vậy ạ, ấy thì để mà chúng ta gọi là bắt đầu để giải thích với bệnh nhân, hay là mình bắt đầu một cái tư tưởng là điều trị nội tiết cho bệnh nhân ngay từ đầu là không phải là dễ dàng. Ấy, tuy nhiên cái băn khoăn của mình nó cũng có lý do, bởi vì trước kia ấy, với những các cái thuốc nội tiết như tamoxifen rồi đến AI xong rồi đến fulvestrant chẳng hạn, đấy thì cũng chưa có những cái nghiên cứu mà trên những cái bệnh nhân mà di căn tạng, đặc biệt là di căn tạng có triệu chứng. Cái nghiên cứu phân công thì fulvestrant so với AI ở những bệnh nhân di căn tạng lại không đạt được cái sự khác biệt có ý nghĩa. Đấy cho nên là với cái nghiên cứu Right Choice này là một cái nghiên cứu cũng có cái site thử nghiệm ở Việt Nam. Đấy và chúng ta cũng rất là tự hào được tham gia vào trong cái nghiên cứu này, và cái kết quả của nghiên cứu thì cũng đã là một cái điều khích lệ và củng cố tinh thần ấy cho các bác sĩ, để các bác sĩ mạnh dạn hơn ấy trong cái việc mà lựa chọn thuốc nội tiết kết hợp với CDK46. Nếu như không có CDK46 thì có lẽ là chúng ta cũng không dám là chuyển một cái bước là để điều trị cho bệnh nhân di căn tạng mà lại di căn tạng có triệu chứng. Ấy như vậy thì với hai cái nghiên cứu mà tiến sĩ Hà trình bày ngày hôm nay, đấy thì chúng ta cũng thấy là cái vai trò của Ribocyclib, đặc biệt là thuốc CDK46 được nghiên cứu riêng trong một cái thử nghiệm cho bệnh nhân tiền mãn kinh. Đấy và chỉ có cái Ribocyclib thì có cái nghiên cứu trên bệnh nhân tiền mãn kinh riêng biệt như thế này thôi. Thì cũng là một cái dữ liệu cho các bác sĩ chúng ta thực hành cũng như là thực hiện những cái nghiên cứu đời thực ở Việt Nam. Đấy và cái nghiên cứu Right Choice là cái nghiên cứu mà chúng ta có thể tự tin để điều trị cho bệnh nhân, kể cả bệnh nhân di căn tạng và bệnh nhân có triệu chứng, khi mà chúng ta có điều kiện để điều trị phối hợp nội tiết và xuống kháng kháng CDK46. Thì các cái số liệu thì thực sự là rất là ngoạn mục. Đấy, đặc biệt là chúng ta có lẽ là cũng sẽ tìm hiểu thêm tại sao bệnh nhân châu Á lại có hiệu quả nó cao hơn so với trong cái quần thể nghiên cứu nói chung, bởi vì nó thể hiện ở cái tỷ lệ đáp ứng rồi cái khoảng cách cách biệt về cái PFS ở bệnh nhân châu Á rất là lớn. Đấy, có thể sẽ liên quan đến một số những cái marker về các cái đột biến như SR1 chẳng hạn. Đấy là một số những cái giả thiết như vậy. Đấy, nhưng mà trước mắt như vậy thì chúng ta cũng thấy là rất là mừng cho bệnh nhân châu Á khi được có được cái lợi ích của điều trị thuốc nội tiết và thuốc kháng CDK46. Và với một cái ca lâm sàng minh họa như thế này thì tôi cũng tin rằng là chúng ta không phải chọn những cái ca mà đáp ứng nhất để báo cáo, bởi vì thực tế là cũng đã có những cái ca mà bệnh nhân biểu hiện cũng rất là nặng, suy hô hấp ấy, và chúng ta cũng đã điều trị thuốc nội tiết với CDK46 và chỉ sau 10 ngày thôi, đấy bệnh nhân có đáp ứng và bệnh nhân đã cảm thấy là không còn khó thở và rất là dễ chịu, bệnh nhân có thể tự đi lại, tự đến bệnh viện một mình được. Đó, đấy thì chúng ta cũng thấy là bằng những cái ca minh họa lâm sàng như thế này để cho các đồng nghiệp chúng ta cũng nhìn thấy, cũng không phải quá ngạc nhiên khi mà thấy di căn nhiều như thế sao lại điều trị nội tiết chẳng hạn. Đấy thì cũng rất là cảm ơn tiến sĩ Thu Hà với tóm tắt lại những các cái điểm mấu chốt trong cái cập nhật về nghiên cứu Mona Lisa 7 ấy, cũng như là cái nghiên cứu Right Choice đấy, và cũng là một cái minh chứng để cho các bác sĩ ở tất cả các bệnh viện để chúng ta cũng thấy là rõ ràng với sự ra đời của thuốc CDK46 trong cái điều trị first line hay là second line ấy thì cũng đã đem lại rất hiệu quả, rất là ngoạn mục cho bệnh nhân ung thư vú có thụ thể nội tiết dương tính. Vâng ạ, tiếp theo chương trình chúng tôi luôn mong đợi bài báo cáo cuối cùng đấy, và hôm nay chúng ta cũng rất là vinh hạnh được lắng nghe thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Thấn Thuận, trưởng phòng chỉ đạo tuyến bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có một cái bài báo cáo về cập nhật điều trị ung thư vú tiến xa di căn trên bệnh phụ nữ mãn kinh. Trước là chị Hà đã trình bày ở phụ nữ trẻ, bây giờ bác sĩ Tấn Thuận sẽ cho chúng ta những cái phần rất là lý thú về các cái nghiên cứu cũng như là các cái ca lâm sàng minh họa trong cái đời thực chúng ta ứng dụng điều trị cho bệnh nhân mãn kinh. Xin kính mời bác sĩ Thuận ạ. Vâng, xin lỗi bác sĩ Thuận, mình check xem âm thanh là mình không có nghe được, hội trường 471 chúng ta không nghe được ạ. Vâng, xin bác sĩ Thuận chờ một chút ạ. Vâng. Xin lỗi, có nghe không ạ? À vâng, bác sĩ Thuận bây giờ đã nghe được rồi ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Thuận. Vâng,
Tôi đây hôm nay để mà trình bày một cái chủ đề là cái ta đã nghe rất là nhiều lần trong khoảng thời gian qua, và nó liên quan tới cái việc mà điều khiển tư vấn tiếng xa có thể là tiếng dương tính và hay âm tính. Chúng ta nghe những bài báo cáo trước về CK46 và nó là cái nền tảng và những cái thay đổi ngoạn mục trong cái thời gian gần đây. Nhưng mà trong cái bài trình bày của chúng tôi hôm nay, chúng tôi dự kiến là sẽ đưa thêm một số cái góc nhìn, đặc biệt là khi mà chúng ta bàn về ung thư vú tiến xa di căn có cụ thể là tiết dương tính và hay âm tính, và cụ thể hơn là trong nhóm bệnh nhân hậu mãn kinh thì nó như thế nào. Để mà dẫn nhập vô cái bài trình bày của chúng tôi trong vòng 30 phút tới thì tôi xin trình bày một cái ca lâm sàng. Có thể các anh chị đã nghe cái ca lâm sàng này rồi, là bệnh nhân nữ sinh năm 1963 tại địa chỉ Quảng Ngãi. Thì năm 2007 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vú trái, chẩn đoán được điều trị tại Hà Nội với cái tình trạng là carcinom vú thể ống NOS phát 2, cụ thể là tiết dương tính hay là dương tính BR dương tính. Với bác thì chúng ta không có cái thông tin về hợp 2 và cái 67 ở thời điểm đó chúng ta không có thử. Nhưng mà một cái lưu ý rằng tại thời điểm đó bệnh nhân 44 tuổi là bệnh nhân tiền mãn kinh. Bệnh nhân được điều trị phẫu thuật bảo tồn xạ trị và liệu pháp nội tiết 5 năm từ 2012, tất cả là điều trị tại tại Hà Nội. Tháng 12 năm 2013 bệnh nhân quay vô bệnh viện 4 đông rất nhiều, sản xương CT scan được bụng thì cũng xương xương nhiều nơi, cột sống xương sườn xương chậu và không có tổn thương gan phổi hạch, xem 15 ba tăng cao, nhưng tuy nhiên các cái vị trí tổn thương xương rất là yếu và chúng tôi không thể nào chúng tôi sinh thiết được các cái tổn thương xương này. Lúc này thì bệnh nhân cũng tương đối là cao tuổi và cái tình trạng mãn kinh thì chúng ta biết là bệnh nhân đã mãn kinh rồi, xem 15 ba tăng cao thì chúng tôi quyết định điều trị letrozole và bifosfonate thì được trung bình khoảng chừng gần 6 tháng thì bệnh bắt đầu ổn định, không còn đau nữa, thì chúng tôi giới thiệu bệnh nhân quay về bệnh viện ngoài Đà Nẵng để điều trị. Thì tới tháng 6 năm 2022 bệnh nhân lại quay lại bệnh viện 4 với cái cảm giác là tê hai chân, nhức đầu, sụt cân nhiều, xạ hình xương thì di căn hầu hết các xương trong cơ thể, em ray não thì có căn xương bản sọ xâm lấn màng não và không thể phẫu thuật hay là xạ trị được, và em ray gan thì có vài tổn thương nốt nhỏ 3-5 mm ở hai thùy di căn. Chúng tôi chẳng nói là cái vú trái có các di căn xương gan và màng não, hoặc là nữa chúng tôi cũng rất là khó để mà chúng tôi phân tích được cái tổn thương để mà tái khẳng định lại cái giải phẫu bệnh. Và như vậy thì đây là một cái thể bệnh luminal, nó có một cái đặc điểm mà chúng tôi xin nhấn mạnh đây là một cái tình trạng tái phát rất là muộn, sau hơn 10 năm, tức là gần 11 năm kể từ lúc chẩn đoán và sau. Và điều thứ đó là thứ nhất. Điều thứ hai nữa là từ năm 2018 bắt đầu điều trị với lại liệu pháp nội tiết một cái AI thì bệnh nhân 4 năm sau thì bệnh nhân mới tiến triển. Hiện nay là một cái bệnh nó tương đối là nó nhảy với lại liệu pháp nội tiết và bây giờ nó tiến triển lần hai, tức có nghĩa rằng nó kháng với liệu pháp nội tiết mắc phải. Thể trạng trung bình KBS 70, bệnh nhân di chuyển khám bệnh bằng xe lăn, có đau xương và nhức đầu. Thì cơ sở lựa chọn là gì? Chúng ta có xạ trị vô các tổn thương xương như là xương não để phòng ngừa bệnh tiến triển hay không? Hóa trị vì tổn thương xương gan hay là tại thời điểm này chúng ta có CK46 thì chúng ta sẽ phối hợp biện pháp nội tiết với lại ức chế CK46, hay là chúng ta vì bệnh nhân rất là nhạy với biện pháp nội tiết, ta chuyển sang một cái liệu pháp nội tiết đơn trị bước 2, ví dụ như là fulvestrant hoặc là một số các vấn đề khác. Tuy nhiên cái góc nhìn ở chúng tôi hiện nay, chúng tôi xin đi qua một cái góc nhìn về sinh bệnh học của ung thư vú, đặc biệt là trên bệnh nhân hậu mãn kinh, nó khác với lại cái bài của tiến sĩ Lê Thu Hà trình trước. Chúng ta nói về right choice, chúng ta nói về laser 7 thì như vậy thì đối với bệnh nhân hậu mãn kinh thì nó như thế nào? Chúng ta thấy rằng ung thư vú di căn hiện nay là một trong những cái bệnh mà ung thư thường gặp nhất trên toàn thế giới, và một lần nữa thì những thông tin ghi nhận từ gần đây thì với cái khả năng cái độ lưu hành nó nhiều. Và thứ hai nữa là vì cái gánh nặng nó lớn cho nên là cái một lần nữa thì cái tử suất đã vượt một số các loại ung thư khác, và trên toàn cầu thì ung thư vú hiện nay là một cái gánh nặng tương đối lớn. Chúng ta ước đoán trên toàn thế giới cũng như là ở Việt Nam thì cái tỷ trọng ung thư vú di căn nó chiếm ở Việt Nam khoảng chừng 40-60%, trong đó 60% nó là cái nhóm bệnh cụ thể là tiết dương tính và hay âm tính, và hay là một trong những cái nhóm bệnh mà chúng ta thường hay bỏ quên và hay nói rằng nó dễ trị lắm. Chỉ cần liệu pháp nội tiết tuần tự từng bước là chúng ta có thể là điều trị được bệnh nhân. Và cái điều thứ hai nữa là trên những bệnh nhân hậu mãn kinh thì coi như là liệu pháp nội tiết mạnh lắm và dễ đáp ứng lắm, cho nên như vậy thì chúng ta chỉ cần cho liệu pháp nội tiết là đủ.
Đây là cái phần nhóm sinh học tư vấn lúc chẩn đoán theo tuổi, thì người ta thấy rằng đây là cái ghi nhận của Shea của Mỹ, xin lỗi, ghi nhận của Oxford, và một chúng ta thấy rằng đó là cái tuổi mà ở nhóm bệnh mà tuổi trẻ là tiết dương tính mà hay dương tính thì tỷ lệ nằm nó khoảng chừng gần 60, là đỉnh điểm của tuổi theo các cái phần nhóm, đặc biệt các phần nhóm về chủng tộc thì coi như là nó chiếm phần lớn cái số tỷ trọng bệnh nhân ung thư. Và trong một số cái ghi nhận về ung thư quần thể tại Việt Nam, kể cả là ngoài Hà Nội cũng như là tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi ghi nhận là dường như ở Việt Nam thì cái tuổi mà thường gặp trẻ một chút nó nằm ở đó khoảng chừng từ 53 cho tới 55 tuổi, và tuy nhiên một số trường hợp thì nó cũng đã là phần lớn số trường hợp đã rơi vào tình trạng hậu mãn kinh, và rất ít trường hợp là bệnh nhân là còn kinh nguyệt. Chính vì vậy thì ở cái thời điểm mà chúng ta thấy rằng là khoảng 40-60% ung thư vú tiến xa di căn với độ lưu hành, thứ hai cũng là như là 60% là ung thư vú hay là tiết dương tính, và phần lớn số bệnh nhân sẽ là ung thư từ hậu mãn kinh. Cho nên đây thật sự là một trong những vấn đề mà chúng ta thường gặp trên lâm sàng, là hầu như là chúng tôi nói rằng khi mà chúng tôi đi khám bệnh, riêng bản thân tôi khám bệnh tại hai khoa khác nhau và chịu trách nhiệm về chuyên môn trong một khoa điều trị theo yêu cầu. Chính vì vậy đó thì chúng tôi riêng bản thân tôi thì có thể là gặp bệnh nhân mỗi ngày, và như vậy đó thì sắp tới thì người ta thấy rằng sức độ của ung thư vú nó cũng sẽ gia tăng dần lên trở lại sau một khoảng thời gian nó rơi xuống, và dự kiến tới năm 2040 nó là một ung thư số 1 ở nữ giới. Một cái góc nhìn khác mà chúng tôi muốn các anh chị nhìn vào đó là cái đối với ung thư vú di căn, phía xa di căn, và thậm chí rằng là phụ thể và tiết dương tính hoặc hem tính. Trước cái thời đại CK46 thì chúng ta thấy rằng là cái trung bình cái thời gian sống còn của bệnh nhân nó nằm ở đó khoảng chừng 3 năm rưỡi 4 năm, có nghĩa rằng sự trên thực tế lâm sàng của chúng tôi cũng thấy rằng cái khả năng mà bệnh nhân vượt qua 5 năm chúng tôi có rất là ít trường hợp. Chính vì vậy thì trung bình thì bệnh nhân cũng sẽ tử vong trong thời gian khoảng chừng vài năm, và đây là một trong những vấn đề, cái gánh nặng ung thư và cái nỗi niềm là ung thư thì chẩn đoán mà như là ở giai đoạn sa di căn thì bệnh nhân sẽ tử vong sớm. Và những cái vấn đề khác tôi cũng xin đề đặt ra, chúng ta nghe cái bài của hai bài trình bày trước, nhưng cái vấn đề là cái sự khác biệt như thế nào và tại làm sao CK46 là một trong những mấu chốt để mà mang lại sự thành công trong vấn đề quản lý cái bệnh nhân ở nhóm này, khiến một cái bệnh mà có tiên lượng sống còn của nó khoảng chừng 3 năm rưỡi, và hiện nay cái trung vị sống còn của bệnh nhân đã bắt đầu vượt quá 5 năm, thậm chí có những bệnh nhân có thể lên từ 7-10 năm. Từ năm 2015 thì chúng tôi đã quan sát được những bệnh nhân này ở những cái nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng ở nước ngoài, đặc biệt là ở Sinh thì chúng tôi cũng đã có những cái quan sát như vậy. Thì cũng như vậy thì ung thư vú tiến xa cũng đang có sự khác biệt gì giữa bệnh nhân tiền mãn kinh và hậu mãn kinh, và liệu rằng ung thư vú tiền mãn kinh các buồng trứng hoặc là thiết kế chức năng buồng trứng có đồng nhất với bệnh nhân hậu mãn kinh hay không, thì câu trả lời chắc chắn là chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ là không. Bởi vì chúng ta thấy đây là cái cập nhật mới nhất về cái phân nhóm sinh học của cái ung thư vú, trong đó nói về thể ống tức là thể có thể đáp ứng là chia làm hai nhóm chính. Rồi ngày xưa chúng ta nhớ chúng ta sẽ có luminal B1 và B2, nhưng mà hiện nay thì luminal A là nhóm mà nhiều khả năng là đáp ứng biện pháp nội tiết. Cái điều đầu tiên chúng tôi xin các anh chị, các thầy cô quan sát đó là cái cụ thể nội tiết phải dương tính và dương tính mạnh, và đi kèm với lại là cụ thể nội tiết BR, ER dương tính mạnh, BR dương tính mạnh, và cái điều thứ hai nữa là HER2 hoàn toàn là âm tính, và Ki67 phải thấp. Và một trong những cái đặc điểm mới đó là cái điểm về sự phân tích sinh học phân tử, phân tích gen phía dưới là nhóm nguy cơ low risk. Thì ở những nhóm bệnh nhân này có tiềm năng nhảy với lại liệu pháp nội tiết mạnh. Và đặc biệt là một số các cái khi mà có những cái biến đổi khác, ví dụ như Ki67 cao hoặc là BR thấp, thì rõ ràng cục nhóm luminal B, hoặc là thậm chí khi mà nó có những cái biểu hiện của các cái vấn đề về khuếch đại các cái gen tăng sinh tăng trưởng như HER2 hoặc là các cái chỉ số về sinh học phân tử lâm sàng phía dưới là cao, thì nó cũng xếp vô nhóm luminal B. Thì đó là những đặc điểm mới của bản mà phân nhóm sinh học phân tử của thể ống này. Một cái vấn đề khác mà chúng tôi muốn lưu tâm mà nó không có hiện lên trên đây, chúng ta thấy rằng là khi mà phân luminal A hoặc luminal B hoàn toàn không có độ tuổi và hoàn toàn không có tình trạng mãn kinh, có tiền mãn kinh hay hậu mãn kinh, như vậy đồng nghĩa với lại là những cái vấn đề này chúng ta có thể gặp bất cứ ở bệnh nhân tiền mãn kinh hay là bệnh nhân hậu mãn kinh.
Nhưng mà các cái vấn đề khác bên cạnh các cái dấu chỉ về lâm về dấu chỉ về kinh điển, thì gần đây người ta thấy rằng các cái vai trò nó đang xen vào nhau. Và để mà bất kỳ một bệnh nhân tuyên bố tiếng xa thì sẽ biết dương tính hay âm tính nào tới chúng ta dự đoán cái khả năng đáp ứng là biện pháp nội tiết. Bên cạnh cái những cái bộ tứ hoa môn dịch, ta sẽ lưu tâm một số cái vấn đề. Thì người ta thấy rằng có sự tương quan dương tính trung bình yếu giữa cái chỉ số nguy cơ khi mà phân tích 21 gram, tức là RS với lại K67. Điều này đồng nghĩa là K67 càng cao thì cái RS nó cũng sẽ tương đối là nó cao. Theo cái biểu đồ bên tay phải thì người ta thấy rằng các chị thầy cũng có thể thấy rằng khi mà K67 chỉ cần trên 30% thì cái điểm mà nguy cơ RS lớn hơn 25, tức là từ 26 trở lên, thì nó chiếm hơn 50% số trường hợp. Và đặc biệt khi mà K67 mà nó cao hơn 40% thì cái điểm mà nguy cơ và RS nó cao là nó gần 90% số trường hợp. Chính vì vậy K67 là một trong những chỉ số rất là hữu hiệu để mà chúng ta dự đoán được cái bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao của cái phân tích đa gen. Và cái thứ hai nữa, một số cái đặc điểm ví dụ như là đồng biểu hiện của K67 cao và BR thì là nó tương đối là tương quan với bệnh gen, cái chỉ số nguy cơ về gen nó rất là cao, lớn hơn 25. Tuy nhiên hiện nay chúng ta có rất là nhiều phân tích gen và các cái bộ phân tích gen nó phân tích rất là nhiều tình huống. Cái bộ mà nhiều nhất hiện nay chúng ta có MammaPrint 70 gen và hiện nay cái bộ MammaPrint nó mở rộng lên 40 gen. Xin lỗi, thêm 80 gen có tích hợp luôn cả bộ IHC4 là ERBL2K67. Thì nó phân tích trong cái hallmark of cancer, tức là cái dấu ấn bệnh sinh của ung thư nói chung. Và tại ESMO 2023 thì hallmark of cancer nó mở rộng ra với lại đa phần khác nhau. Và như vậy đó thì đối với bộ phân tích về gen MammaPrint, người ta cho thấy là người ta đã khảo sát hàng loạt các cái gen trong các cái giống chỉ của các cái con đường sinh bệnh học của cái ung thư. Và như vậy thì đây là một cái bộ phân tích gen có thể là tin cậy với những yếu tố khác nhau. Nhưng mà bên cạnh cái vấn đề về bệnh sinh của cái ung thư, của cái genome nội tại của vú, chúng ta còn có những cái vấn đề khác. Và chúng ta sẽ thấy rằng là ung thư vú nó có tương tác với lại các yếu tố nội mô bên trong của con người. Ví dụ như đây là cái khả năng di căn của các cái vị trí tổn thương theo các cái gen. Đã có những cái trường hợp chỉ di căn xương nó sẽ có biểu hiện những gen khác nhau, chỉ cái di căn gan hoặc chỉ di căn phổi nó sẽ có những biểu hiện chung, biểu hiện xương khác nhau, biểu hiện riêng khác nhau. Thậm chí rằng đồng di căn ví dụ như là xương gan hoặc là gan phổi là thì nó sẽ có những cái biểu hiện gen tương tác với các yếu tố nội môn với nhau, theo nguyên tắc là cũng như là the sick and the soil. Và một cái điều nữa là bên cạnh đó thì cái hệ thống miễn dịch, các cái tế bào thẩm quyền miễn dịch nó cũng có những cái biểu hiện khác nhau trên cái gen, để mà từ đó quyết định các cái loại nào nó có thể tương tác, nó có thể nó kiểm soát hoặc nó có thể nó tế bào muốn nó trốn tránh được cái việc kiểm soát của hệ thống miễn dịch chúng ta. Chúng ta đã có những cái kiến thức mới về những gen của hệ miễn dịch này, để từ đó là chúng ta thấy rằng nó là đang xen khoảng 3-4 quá trình khác nhau, và mỗi bệnh nhân là mỗi cái đặc điểm sinh bệnh học phân tử phía dưới hoàn toàn khác biệt nhau mà không ai giống ai cả. Chính vì vậy thì trên bề mặt chúng ta có ERBL2K67, tuy nhiên ở dưới chúng ta sẽ có hàng loạt yếu tố khác nhau. Và ASCO năm 2023 chúng ta thấy rằng đây là một trong những ví dụ rất là điển hình của việc tại làm sao mà có cái tình trạng tái phát muộn. Nên một cái tế bào ung thư nó tái phát muộn nó nằm trên bên dưới thì nó sẽ tương tác với các cái tế bào về nội mô, bao gồm là endothelial cell cũng như fibroblast cũng như một số các tế bào về thẩm quyền miễn dịch. Từ đó nó sẽ tác động lên các cái con đường dẫn truyền sinh học phân tử để mà khiến cho tế bào nó có thể là nó không bị tiêu diệt cũng như là nằm xuống. Và nhưng mà khi mà có vì có những cái biến đổi nào đó về cái bộ gen hoặc là một cái điều kiện thuận lợi thì nó có thể nó tái thức dậy và nó sẽ sinh ra những cái bệnh sinh. Thì đó là chính là lý do hiện nay thì chúng ta thấy rằng cái việc hiểu biết về sinh học phân tử thế giới nó cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên thì ở những bệnh nhân mà hậu mãn kinh mà bắt đầu có ung thư vú nó sẽ khác bệnh nhân tiền mãn kinh không? Dạ, các cái phân tích về gen trong ung thư vú ở giai đoạn sớm người ta đã dần dần cho thấy điều đó. Ở những cái bệnh nhân mà ung thư vú mà hậu mãn kinh có cái bộ tứ hóa môn dịch là tương đối là thuận lợi thì coi như là người ta thấy rằng nó cũng tương thích với lại cái chỉ số nguy cơ về gen nó tương đối nó thấp. Nhưng mà ở những bệnh nhân tiền mãn kinh nó sẽ có những biến đổi chúng ta không thể nào dự kiến được. Và chính vì vậy thì ở những bệnh nhân này hàng loạt các con cho thấy rằng dường như là nó thêm cái có thể nó có nhảy là một số cái điều kiện khác. Mặc dù đây là tiên đoán gián tiếp như vậy, tiên đoán trực tiếp hiện nay cũng chưa có cái gen nào để mà xác định được rằng là bệnh nhân sẽ nhảy với lại ung thư
vú với lại điều kiện cho vú với lại hóa trị hay không. Nhưng mà rõ ràng đối với những bệnh nhân mà nguy cơ thấp về mặt sinh học phân tử phía dưới với cái bộ hormone miễn dịch tương đối là thuận lợi thì dường như nó sẽ nhảy với lại liệu pháp nội tiết hơn. Và đó là chính là cái sinh học về ung thư vú của bệnh hậu mãn kinh, và dường như rằng nó sẽ là thuận lợi hơn trong việc mà điều trị với lại liệu pháp nội tiết. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần phải để ý bên cạnh cái tình trạng mãn kinh là các cái dấu chỉ khác. Nếu chúng ta không có phân tích trên, chúng ta để ý về cây số 7, chúng ta để ý là có màu hồng biểu hiện của BR hay không, và chúng ta để ý cái diễn tiến lâm sàng như cái khả năng tái phát sớm mà mượn, thì từ đó là chúng ta dự đoán được các cái đề kháng nội tiết để mang lại cái hiệu quả không. Chúng ta đã có rất là nhiều bằng chứng cho thấy rằng là 30% số trường hợp là sẽ không có đáp ứng liệu pháp nội tiết ngay từ đầu tới tiến triển trong vòng từ 1 tới 3 tháng sau mức điều trị. Và khi mà chúng ta giống ở hàng loạt các cái biểu đồ thì người ta thấy rằng 50% số trường hợp bệnh sẽ tiến triển trong vòng 10 tới 12 tháng. Điều này đã được chứng minh trong các cái bài báo cáo trước. Và như vậy thì người ta có định nghĩa về đề kháng liệu pháp nội tiết, trong đó có điều đề kháng và nguyên tắc thì nó sẽ diễn ra rất là sớm ở cái đường cong tại thời điểm này. Và đề kháng được nguyên pháp nó có thể là 2-3 mức. Cái mức là đề kháng chọn lọc theo tác nhân, ví dụ như là nó không có nhảy với lại tamoxifen, chúng ta có thể chuyển sang AI, hoặc là nó không có nhảy với AI, chúng ta có thể chuyển sang một cái ức chế điều hòa súng cụ thể SGRT mới, và chúng ta có hàng loạt các mới sắp tung ra thị trường như đã tung ra thị trường, chúng ta hy vọng là nó sẽ có mang lại nhiều hiệu quả hơn. Và trong cái ca lâm sàng chúng tôi thì vừa là chúng tôi đã có bệnh nhân ở một cái secondary resection mà nó có thể nó kích hoạt các cái con đường khác nhau, và hiện nay thì người ta thấy rằng nó là ở những cái đề kháng được tại thụ thể thì chủ yếu liên quan đến ESR1 mutation và đột biến ESR1. Tuy nhiên thì các cái đề kháng muộn khác có thể liên quan tới các con đường dẫn truyền LTK khác nhau, ví dụ như MAP, ví dụ như MEK. Hoặc là con đường B3K-mTOR mà chúng ta đã nghe tới tiến sĩ Đào Văn Tú trình bày, và tất cả những cái con đường này thì dường như là cái thuốc ức chế CK46 nó sẽ có vai trò hiệu quả rất là lớn. Và hơn nữa thì các cái phân nhóm nó cũng sẽ có cái việc mà chúng ta điều trị với ức chế CK46 hoặc liệu pháp nội tiết, nó sẽ thay đổi các cái phân nhóm về mặt sinh học. Trong đó thì người ta thấy rằng điều trị càng dài thì nó sẽ càng ức chế tốt và hiệu quả hơn, trong khi mà chúng ta điều trị ngắn 2 tuần thì nó có thể nó có hiện tượng viêm bao, thậm chí một số trường hợp nó sẽ sinh ra kháng trị. Cho nên như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta đánh giá sau khoảng từ 4 đến 6 tháng thì nó sẽ biết, chúng ta biết rằng là nó có bệnh nhân có nhảy với lại hay không. Và thực sự trên thực hành lâm sàng chúng ta thấy rằng hàng loạt các nghiên cứu được thực hiện trên 3 cái hợp chất đầu tiên, chúng ta đã nghe từng cái nghiên cứu trước, nhưng mà tôi sẽ chia ra các cái nhóm, bao gồm có những nghiên cứu dựa trên là độ nhạy nội tiết tương đối tốt, những nghiên cứu được thực hiện trên cái độ nhạy từ kháng trị nội tiết, nhưng có những nghiên cứu mà chúng ta nghe là nó có ở mức 1 hoặc mức 2, nó pha trộn cái vừa nhạy và cũng vừa kháng tương đối với liệu pháp nội tiết. Và chúng ta có 2 cái nghiên cứu quan trọng là Monilisa 7 và Monilisa 3, trong đó Monilisa 7 là bệnh nhân tiền mãn kinh thì tiến sĩ Phu Hà, Lê Thị Hà cũng đã trình bày, và chúng tôi cũng sẽ hy vọng là trình bày thêm một số các thông tin tiếp về Monilisa 3. Tuy nhiên khi điểm qua các cái vấn đề ở những bệnh nhân mà tương đối là nhảy với liệu pháp nội tiết, chúng ta có Paloma 2, Monilisa 2 và Monilisa 3 thì điều này đồng nghĩa mang lại cái BFS là nó tương đối rất tốt, và BFS lần đầu tiên là gấp đôi so với lại ngày xưa đối với liệu pháp nội tiết, nằm đó khoảng từ 10 cho tới 12 tháng, hiện nay nó lên tới 24 tháng trong các cái nghiên cứu, và HR nó tương đối là đồng nhất trong các nghiên cứu là từ 0.54 tới 0.58. Và về mặt sống còn toàn bộ thì một số cái nghiên cứu đã cho thấy cái hiệu quả, trong đó một số nghiên cứu khác thì không cho thấy hiệu quả, hay là cái hiệu quả nó không đạt được ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên thì Ribosiclib là một trong những thuốc mà nó mang lại cái hiệu quả về mặt lâm sàng, cải thiện cái thời gian sống còn ở tại cái cập nhật gần đây là trung bị OS vượt trên 5 năm. Đây là một cái thông tin cực kỳ tốt cho bệnh nhân khi mà chúng ta ghi nhận rằng cái trung bình thời gian sống còn của bệnh nhân mà liệu pháp nội tiết đơn trị nó chỉ nằm ở khoảng chừng 3 năm rưỡi. Và như vậy đối với những bệnh nhân mà tương đối là kháng trị ở mức 2 tháng sau thì sao, chúng ta có một số các nghiên cứu thì người ta thấy rằng đó là cái kết cục chính cũng đạt được cái hiệu quả về mặt BFS ở toàn bộ các cái thuốc ức chế CK46 như là Palbociclib, là Abemaciclib và Ribociclib.
Tuy nhiên thì coi như là dường như là cái sóng còn toàn bộ chung thì coi như nó cũng sẽ nằm ở đó, ở giới hạn ở một số cái. Và chúng ta đã nghe trình bày về cái hormone laser 7 đột, thì chúng tôi cũng xin phân tích nghiên cứu hormone laser 3 là cái ung thư mà hậu mãn kinh có thể là chưa điều trị hoặc là điều trị một bước nội tiết, biện pháp nội tiết trước, đã được phân tầng vô cái nhóm là ribociclib với vestan hay là vestan đơn trị. Đây là nhóm, đây là nghiên cứu trên phụ nữ hậu mãn kinh. Và hình như là khi mà nghiên cứu thì dừng và mở mồm thì bệnh nhân có thể bắt chéo qua nhau qua nhánh nhấp đối bên, vì tại thời điểm mà phân tích giữa kỳ trước thì người ta đã xác định được cái hiệu quả của cái thuốc ức chế CK46. Một số các đặc điểm khác tương đối với lại Rightjoin, chúng ta thấy rằng điểm cái tuổi trung bình của nghiên cứu Rightjoin là nó khoảng chừng 44, thì trong nghiên cứu Monelza 3 ta thấy rằng nó tuổi là 63. Vị trí di căn có 60% là di căn tạng, điều trị bước 1 là 50%, gần 50% là điều trị bước 2 là gần 50%. Trong đó thì có gần 60% là có điều trị biện pháp nội tiết trước đó. Thì người ta có cái kết cục OS trong cái phần nhóm chung thì cái lợi ích nó đạt được là tuyệt đối nó gần 15% cho tại thời điểm mà 5 năm. Tức có nghĩa rằng là 46% số bệnh nhân ở cái nhóm mà điều trị cái liệu pháp nội tiết và ức chế CK46 là ribociclib nó sẽ vẫn là được hiệu quả. Và cái lợi ích OS khẳng định qua các cái phần nhóm, đặc biệt phần nhóm có di căn tạng hoặc là lớn bằng 3 vị trí di căn. Có nghĩa rằng là càng nhiều vị trí di căn thì cái yếu tố môi trường bên dưới và các cái con đường biến đổi gen bên dưới nó có những cái vấn đề phức tạp, và CK46 giúp cho vượt qua những cái đề kháng liệu pháp nội tiết trước đó. Và rõ ràng là nó đạt được cái lợi ích về mặt OS rất là đồng bộ trong các nghiên cứu Monelisa 3. Xin lỗi, trong các nghiên cứu Monelisa, trong đó có nghiên cứu Monelisa 3 kể cả là ở bước 1 hoặc là bước 2. Và thậm chí nó kéo dài cái thời gian cho tới khi bệnh nhân hóa trị, bệnh nhân sống và vui vẻ, và thậm chí là hoàn toàn là không có triệu chứng với lại một cái liệu pháp nội tiết với lại chế CK46. Và hình như thậm chí rằng khi mà bệnh nhân có một cái điều tiến triển với lại cái liệu pháp nội tiết bước 1 cũng có thể là nhận với liệu pháp nội tiết bước 2 và các cái liệu pháp nội tiết khác, trong khi đó là chỉ có khoảng chừng 25 cho tới gần 30% bệnh nhân là mới cần thêm hóa trị. Chính vì vậy đó thì chúng ta thấy rằng đó là cái lợi ích về mặt sống còn, bên cạnh đó chúng ta sẽ có mang thêm cái lợi ích về chất lượng sống với cái tác dụng phụ của những cái điều trị hóa trị nó sẽ không có trong thời gian dài. Và cái thứ hai là chất lượng sống nó được cải thiện rất là rõ trong các cái nghiên cứu đã được phân tích. Và các cái tác dụng phụ của cái thuốc ức chế CK46 phối hợp với lại biện pháp nội tiết thì dường như là hoàn toàn diễn ra trên cái cận lâm sàng, tức có nghĩa là hầu như không có triệu chứng về mặt lâm sàng ở nhóm mà ở nhóm mà như là tập tính trên hệ tạo huyết, ta thấy chỉ giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu hạt và giảm máu. Và trong cái nhóm mà như là ngoài hệ tạo huyết, ta thấy rằng PT kéo dài là quan trọng, một số trường hợp tăng nhẹ cái men gan và phần lớn nó chỉ là ở độ 1 và độ 2. Gần đây chúng ta tại ASCO năm 2023 chúng ta nghe về cái nghiên cứu Sonia, trong đó người ta sẽ coi rằng ở những bệnh nhân nào có thể là chúng ta sẽ điều trị liệu pháp nội tiết trước, sau đó là liệu pháp nội tiết tiếp tục, cái CK46 sẽ mang lại cái hiệu quả hơn. Thì nhìn sâu vô nghiên cứu này chúng tôi thấy rằng là phần lớn số bệnh nhân là lớn tuổi với trung vị tuổi trong cả hai nhóm của nghiên cứu, đó là cái là khoảng chừng 63-64 tuổi, và phần lớn bệnh nhân là hậu mãn kinh 87%, 86-87% ở cả hai nhóm, và hầu hết là bệnh nhân chưa được điều trị liệu pháp nội tiết. 40% số trường hợp là bệnh nhân chưa được điều trị với liệu pháp nội tiết, nhưng mà khoảng chừng 50% còn lại thì đã có được điều trị với liệu pháp nội tiết hỗ trợ hay tăng hỗ trợ. Thì dường như đây là nhóm bệnh nhân mà lớn tuổi và có tiềm năng nhảy với lại liệu pháp nội tiết cao. Nhưng mà trong nghiên cứu này thì tác nhân điều trị là hơn 90% là dùng banlocitinib, và từ đó nó sẽ cho một số cái kết quả mà ta vẫn thấy rằng nó có cái vấn đề phía trong này, để mà từ đó chúng ta rất là cân nhắc và thận trọng khi mà chúng ta chỉ định trên bệnh nhân, đặc biệt là trên bệnh nhân ung thư vú mà hậu mãn kinh. Nó sẽ không có thể có lợi về mặt tiền, về mặt một số các yếu tố khác. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải thận trọng để chúng ta sử dụng. Và các cái khuyến cáo hướng dẫn uy tín như NCCN hoặc là ARGO thì người ta vẫn sẽ ưu tiên là lựa chọn liệu pháp nội tiết và ức chế CK46. Và gần đây thì các cái thể bệnh này có thể cập nhật, chúng tôi thấy rằng đó là
hầu hết các số trường hợp chúng ta đều phải điều trị tiêu chuẩn là liệu pháp nội tiết là phối hợp quốc tế CK46, chỉ trừ khi nào mà bệnh nhân có những cái đặc điểm sau, ví dụ như là bệnh nhân quan trọng là bệnh nhân không có khả năng kinh tế. Điều thứ hai nữa là bệnh nhân dường như là sẽ có nhảy ra liệu pháp nội tiết như là DFI dài sau điều trị hỗ trợ, hoặc là như có đáp ứng là liệu pháp nội tiết ở mức 1 tương đối là dài, tính là nhiều năm, chủ yếu là di căn xương, có thể là di căn phần mềm, một số tình huống khác mà không có di căn tạng thì chúng ta có thể liệu pháp nội tiết đơn trị trước. Thì nhưng mà sau đó thì nếu mà bệnh tiến triển, chúng ta có thể là liệu pháp nội tiết hợp quốc tế CK46 và nghiên cứu Sonya, hoặc là một số tình huống mà nằm trong thực sự là mà những cái hội thảo gần đây khi mà đề cập tới các cái chuyên gia quốc tế thì chúng ta cần phải phân biệt rõ là khủng hoảng tạng hoặc là đe dọa khủng hoảng tạng hoặc là khủng hoảng tạng thực sự. Vì phần lớn số trường hợp khủng hoảng tạng thực sự thì họ vẫn khuyến cáo là dùng hóa trị trước và sau đó là liệu pháp nội tiết hợp quốc tế CK46 để điều trị duy trì sau. Trở lại cái ca lâm sàng của chúng tôi thì tháng 6 năm 2022 thì bệnh nhân có bệnh tiến triển, chúng tôi bắt đầu điều trị phương pháp tăng phối hợp với lại ribociclib và tiếp tục là dùng bifosfonat. Thì một tháng sau bệnh nhân đau giảm, thắt nhức đầu, thể trạng cải thiện rõ, bệnh nhân hoàn toàn tự đi vào phòng khám. Tới tháng 10 năm 2022 thì tổn thương xương màng não ổn định, không cần phải xạ trị não luôn. Tại lúc đó thì khi họ tham khảo ý kiến của bên xã thì họ vẫn sẽ thiên về cái chuyện là điều trị nội khoa hơn, vì cái triệu chứng gây ra ở tổn thương trên hệ thần kinh trung ương mà không rõ ràng, và phần lớn cái nhức đầu là do tổn thương bên xương và xương mặt màng não xâm lấn vào. Và như vậy thì bệnh nhân giảm chiều ribosulfit từ 400mg vào tháng 10. Cho tới tháng 10 năm nay bệnh nhân vẫn sống khỏe, còn rất là ít các cái triệu chứng và các cái tổn thương trên hình ảnh học thì nó ổn định. Chúng tôi cũng xin có một số các cái ca khác. Chúng ta là trường hợp lâm sàng thứ hai, bệnh nhân nữ sinh năm 1957. Năm 2015 bệnh nhân là chẩn đoán ca bướu trái, cụ thể nội tiết dương tính rất là mạnh, R3 cộng với BRCA1 cộng cái số 7-50%, đã được điều trị phẫu thuật, sau đó hóa trị và điều trị tâm hóa sen. Tới tháng 6 năm 2022, tức là gần 2 năm sau khi bệnh nhân ngưng cái tâm hóa sen, đây là một trường hợp cũng là tái phát muộn, đau nhức nhiều và di chuyển khó khăn, thì MRI thì di căn xương nhiều vị trí, CT scan ngực bụng thì đa tổn thương xương mà không có tổn thương gan, phổi và hạch. Đứng trước cái trường hợp này chúng ta thấy rằng dự đoán ban đầu BR là cây số 7 là 50%, thì như chúng ta thấy rằng đây là một cái chỉ số tương đương với lại yếu tố sinh học nguy cơ cao khi mà phân tích đa gen. Và như vậy thì khi mà bệnh nhân tái phát lại và tái phát muộn thì cái cơ sở được là gì? Chúng ta xạ trị hay là chúng ta hóa trị vì tổn thương xương nhịn vì chỉ gây căng xương mà thôi, và có thể là nhạy vì coi như bệnh nhân tái phát muộn sau khi mình ngưng tâm oxygen hơn một năm, gần 2 năm, hay là chúng ta điều trị liệu pháp nội tiết chế CK46. Thì chúng tôi thấy rằng là bệnh nhân thỏa mãn các tiêu chí của nghiên cứu vai trò là bệnh nhân chỉ có di căn xương thôi, nhưng mà có rất là nhiều việc, có rất là nhiều triệu chứng đau nhức là di căn rất là nhiều vị trí, và nếu chúng ta không chạy một cái phương án mình sẽ không có giúp và phúc phần áp thì tôi đầu do ung thư giảm 80%, thì coi như là từ 106 giảm xuống còn 61.9, và bệnh nhân không có triệu chứng mà xem 15 thì hiện tại về tháng 10 năm 2023 thì bình thường. Và như vậy thì để kết luận bài trình bày, chúng ta xin có một số ý. Thì hiện nay những hiểu biết về sinh học phân tử đã mở ra kỷ nguyên mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú, đặc biệt là ung thư vú tiến xa di căn có cụ thể nội tiết cung kính và thai âm tính. Chứ không đơn là đơn thuần là chúng ta sẽ gán ghép là nó nhạy hay là không nhạy. Và thứ hai nữa, ức chế CK46 là thuốc giúp qua những cơ chế đề kháng với liệu pháp nội tiết nguyên phát và thuốc tác của ung thư vú thuộc thể nội tiết dương tính. Và hiện nay thì đối với ung thư vú hậu mãn kinh, chế CK46 hoặc liệu pháp nội tiết là điều kiện tiêu chuẩn trong phần lớn những bệnh cảnh lâm sàng, và nó kéo dài thời gian sống còn với chất lượng sống tốt nhất. Và trình bày đến đây là hết, xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.